nhận định soi kèo Panama với Genaza. 8 giờ ngày 21 tháng 7, vòng bảng World Cup con cá cát dự đoán phân tích tỷ lệ kèo châu Âu, châu Á Panama đấu với Genaza từ các chuyên gia hàng đầu. Panama và Genaza sẽ có trận đối đầu nhau ở khuôn khổ lượt trận cuối cùng của bảng D, vòng bảng World Cup khu vực con cá cát Sau hai lượt trận đầu tiên Panama mới có được một điểm, đang đứng thứ ba bảng đấu và kém đội nhì bảng 3 điểm. Trong khi đó Genaza chưa có được điểm nào và đã hết cơ hội đi tiếp vào vòng sau. Ở năm trận gần nhất, Panama có được một trận thắng, hai trận hòa và hai trận thua, bao gồm cả các trận đấu tại vòng loại VKC 2022. Trong khi đó, Genaza đang để thua ở cả bốn trận gần nhất. Đáng nói là tại hai lượt trận ở bảng D, Genaza đã để thủng lưới tới 8 bàn và chưa ghi được một bàn thắng nào. Soi tỷ lệ kèo châu Á, mặc dù các trận đấu tại bảng D đều diễn ra trên sân trung lập tại Florida, nhưng Panama vẫn được đánh giá là đội cửa trên do mạnh hơn hẳn đối thủ. Không những thế kèo chấp còn rất cao khi lên đến âm 3. Hiện tại Panama đang kém đội nhì bảng Qatar 3 điểm và còn kém cả hiệu số bàn thắng, âm 1 so với cộng 4. Tuy nhiên nếu ở lượt trận cuối nếu Panama giành chiến thắng trong khi Qatar để thua trước Honduras thì hiệu số bàn thắng sẽ quyết định đội nào đi tiếp. Thế nên nhiều khả năng Panama sẽ cố gắng vượt qua Renaza với tỷ số đậm, nhất là khi Renaza đang tỏ ra yếu kém hơn hẳn so với các đội ở bảng đấu. Sau tỷ lệ kèo tài xỉu, kèo tài xỉu hiện chỉ ở mức 3,75 bởi rõ ràng hàng công của Renaza gần như vô hại trước đối thủ. Tuy nhiên với quyết tâm của Panama, nhiều khả năng đây vẫn sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng. Chọn, tài, dự đoán tỷ số Panama 5, không Zenaza.